Địa Tạng Bồ Tát Phẩm Lợi Ích Thấy Nghe. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, từng ở cung trời Đao Lợi, vì thân mẫu giảng thuật Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bộ kinh này kể về câu chuyện hiếu thảo đời đời kiếp kiếp cứu độ mẹ và đại nguyện động lòng người của Địa Tạng Bồ Tát, và đặc biệt kể về Kinh Địa Tạng và lợi ích phi phàm của Địa Tạng Bồ Tát. Hôm nay ta ở cung trời Đao Lợi, khen ngợi ca tụng những việc lợi ích đại chúng Địa Tạng Bồ Tát đã làm trong cõi người cõi trời, là những chuyện không tưởng tượng nổi, những chuyện vượt hơn thánh nhân, những chuyện có thể chứng đến thập địa quả vị, là những chuyện cuối cùng có thể chứng thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát từ bi thương xót tất cả chúng sanh chịu khổ trong ngàn vạn ức thế giới, hóa thành ngàn vạn ức thân hình. Còn nghe Thế Tôn và chư Phật vô lượng mười phương đều đang cùng nhau khen ngợi công đức và thần lực không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Cho dù gọi tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đến nói về công đức của Ngài đều không thể nói hết. Nhờ ơn Thế Tôn tuyên bố với đại chúng phải ca tụng lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát, duy nguyện Thế Tôn vì tất cả chúng sanh hiện tại vị lai tuyên nói về sự tích không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, để Thiên Long Bát Bộ biết chiêm ngưỡng lễ bái, nhận được phúc lợi. Này Quán Thế Âm, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh cõi ta bà. Nếu người trời, nếu chúng rồng, nếu nam, nếu nữ, nếu thần, nếu quỷ, thậm chí lục đạo chúng sanh nghe được danh hiệu của ông hoặc nhìn thấy hình tượng của ông, có lòng yêu mến khen ngợi ông, họ đối với vô thượng đạo của Phật Pháp chắc chắn sẽ không lui chuyển, còn được trường sinh trong cõi trời thiên đạo, hưởng yên vui to lớn. Khi nhân quả chín muồi sẽ được Phật thọ ký. Hôm nay ông từ bi thương xót chúng sanh và Thiên Long Bát Bộ như vậy, bây giờ theo thỉnh cầu của ông, ta tuyên thuyết sự lợi ích không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Thiên nhân trong các cõi trời đời hiện tại vị lai, sau khi hưởng hết phước trời sẽ xuất hiện năm hiện tượng suy bại, có người thậm chí bị đọa đến ác đạo. Thiên nhân như vậy, dù nam hay nữ, khi xuất hiện suy tướng, nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe thấy danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, nếu thành tâm cúng bái sẽ gia tăng được phước trời, không những không đọa đến ác đạo, ngược lại được hưởng đại khoái lạc, vĩnh viễn không bị đọa đến ba ác đạo chịu khổ. Một chim một lễ là có thể chuyển báo, huống chi khi nghe nhìn Địa Tạng Bồ Tát xong dùng các loại hương hoa, quần áo, thức ăn, đồ quý báu, báu vật, chuỗi ngọc đi bố thí cúng dường. Như vậy phúc lợi công đức nhận được là vô lượng vô biên. Nếu như lục đạo chúng sanh trong các cõi hiện tại vị lai, lúc mạng lâm chung có thể nghe được danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, chỉ cần nghe được một tiếng vào tai là có thể không phải trải qua khổ sở của tam ác đạo. Nghe được một tiếng là được thần lực,
huống chi lúc mạng lâm chung, cha mẹ thân quyến mang ngôi nhà của người này, cả tài sản, báu vật, quần áo đều bán hết để đắp vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Giả sử khi người bệnh này chưa chết, tận mắt thấy, tai nghe, người nhà mang ruộng nhà châu báu của mình bán hết để đắp vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Nếu người này nghiệp báo bị bệnh nặng, với công đức đắp tượng lập tức loại trừ nghiệp báo, bệnh tự nhiên khỏi hẳn, còn có thể gia tăng tuổi thọ. Nếu người bệnh này mạng đã hết, vốn có tội trạng đọa đến ác đạo, với công đức đắp tượng chết đi có thể siêu thăng lên trời hưởng đại khoái lạc, tất cả tội trạng đều được tiêu diệt. Nếu có người lúc còn nằm nôi hoặc dưới 10 tuổi đã mất đi cha mẹ anh em, lớn lên thương nhớ người nhà, hy vọng được biết họ chuyển thế phương nào, người này nếu đắp vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí nghe được danh hiệu Bồ Tát lúc thăm viếng, lúc lễ bái, như vậy từ 1 đến 7 ngày trước sau phát tâm kỳ vọng, từ đó về sau chỉ cần nghe thấy danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, có thể thăm lễ cúng dường. Gia quyến đã chết của người này, nếu vì nghiệp ác đúc sống đọa đến ác đạo, chịu đau khổ ức vạn năm, nhờ công đức lễ bái và tạc vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát của con cái hoặc anh chị em là có thể giải thoát ác đạo, tái sinh cõi trời hưởng đại khoái lạc. Gia quyến người này nếu vốn có phước đức chuyển thế cõi trời, nhờ công đức này càng tăng thêm thánh nhân, hưởng an lạc vô lượng. Người này càng có thể trong 3 ngày hoặc 7 ngày nhất tâm bái lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, niệm danh hiệu đủ 1 vạn lần, có thể được Bồ Tát hiện thân hình vô biên, nói rõ thế giới gia quyến từng sống, hoặc trong mộng Bồ Tát hiện đại thần lực đưa người này đến các thế giới đi thăm từng người thân. Sau khi gặp được người thân, nếu người này mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ Tát thêm 1000 lần, đến 1000 ngày không gián đoạn, sẽ có được di lệnh của Bồ Tát. Quỷ thần thổ địa nơi người này cư ngụ suốt đời phù hộ bảo vệ, giúp đỡ hiện thế cơm no áo ấm, không có đau khổ bệnh tật. Thậm chí hòa dữ không vào được nhà, huống chi đến gần thân. Người này cuối cùng sẽ được Bồ Tát đến xoa đầu thọ ký. Nếu thiện nam tín nữ trong đời vị lai mở rộng lòng từ bi, quảng đại cứu độ tất cả chúng sanh muốn tu đạo vô thượng Bồ Đề, muốn ra khỏi tam giới, những người này nhìn thấy hình tượng và nghe thấy danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, một lòng chân thành cúng bái ngài, hoặc dùng hương hoa, quần áo, châu báu, thức ăn cúng dường xong lại đi viếng lễ. Đại nguyện của những thiện nam tín nữ này nhanh chóng hoàn thành, mãi không trở ngại. Nếu thiện nam tín nữ trong đời vị lai thỉnh cầu 10000 vạn ước tâm nguyện hiện tại vị lai, chỉ cần chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường ca tụng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, tâm nguyện thỉnh cầu sẽ theo như ý muốn. Hoặc cầu xin Địa Tạng Bồ Tát đại phát từ bi, mãi mãi bảo vệ mình. Vừa phát tâm nguyện này là nằm mơ thấy Bồ Tát đến xoa đầu thọ ký cho. Nếu thiện nam tín nữ đời vị lai thích xem kinh điển Đại Thừa, muốn dùng hết tâm huyết đọc tụng, tuy được minh sư chỉ bảo nhưng
lúc nhớ lúc quên, năm này tháng nọ cũng không đọc tụng được. Thiện nam tính nữ này có nghiệp chướng thế tục chưa được loại trừ, nên không có khả năng đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Người như vậy khi nghe được danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, nhìn thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát, cung kính thuật lại tâm nguyện với Địa Tạng Bồ Tát, dùng hương hoa, quần áo, thức ăn, các loại đồ cúng dường Bồ Tát, đặt một chén nước sạch trước tượng Bồ Tát, qua một ngày một đêm, sau đó chắp tay xin uống, quay đầu về hướng nam, uống chén nước sạch đó đi. Lúc uống nước phải thành tâm trịnh trọng, uống nước xong phải hết sức cẩn thận, không được ăn ngũ tân rượu thịt, không được tà dâm, nói dối, sát hại sinh mạng. Trải qua 7 ngày hoặc 21 ngày, trong lúc nằm mộng sẽ nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân hình vô biên, dùng nước pháp tưới lên đỉnh đầu. Sau khi tỉnh dậy sẽ được thông minh. Kinh điển Đại Thừa vừa vào tai đã thuộc lòng, một câu một lời cũng không còn quên nữa. Nếu đời vị lai có người ăn mặc không đủ, cầu mà không được, hoặc nhiều bệnh nhiều nạn, nhà cửa bất an, gia quyến ly tán, hoặc gặp họa dữ tâm ý ngổ nghịch, lúc nằm mơ thần hồn bất an, có nhiều hiện tượng hoảng sợ, người như vậy nghe thấy danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát hoặc nhìn thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát, có thể thành tâm cung kính niệm danh Địa Tạng Bồ Tát đủ một vạn lần, những chuyện không như ý này sẽ dần dần mất đi, nhận được yên vui, ăn mặc cũng sung túc hơn, thậm chí trong giấc mộng cũng an lành. Nếu đời vị lai có thiện nam tín nữ nào vì mưu kế sinh nhai, hoặc vì việc công việc tư, hoặc gặp đại sự liên quan sinh tử, hoặc có việc khẩn cấp phải đi vào rừng núi, băng qua sông biển, hoặc gặp nước lớn, đường đi nguy hiểm, trước khi ra đường nên niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát một vạn lần. Như vậy những nơi đi qua sẽ có quỷ thần hộ vệ, bất luận là đi ở ngồi nằm đều có thể bảo vệ bình an. Thậm chí gặp phải hổ lang, sư tử, tất cả những thứ muốn độc hại người đều không thể đến gần gây hại được. Địa Tạng Bồ Tát đối với Diêm Phù Đề có nhân duyên rất lớn. Nếu muốn nói hết những việc giúp ích chúng sanh của Ngài thì trong trăm ngàn vạn kiếp cũng không nói hết được. Vì duyên cớ này, Quán Thế Âm, ông phải lấy thần lực của ông lưu giữ bộ kinh này, giúp chúng sanh trăm ngàn vạn kiếp trong thế giới ta bà mãi mãi hưởng an lạc. Namo Di Tam Bang Bồ Tát. Namo Di Tam Bang Bồ Tát. Namo Di Tam Bang Bồ Tát.
vơ. Nam mô A Di Đà Phật. See you.
Nam mô A Di Đà Phật.